Này thằng mày, đi nấu hạt, bây giờ là việc chăm nắng, thì nó đã sợ. Bay buôn mai đến đó để cho mặt đây anh nhớ nhỉ. Nhà chọn mò hả? Nhà chọn mò cái này dạ cái dạ lốt trên bàn chọn mệt là nó hẹ đấy. Chọn bây bò, ôn chọn bây đó đành nắng bằng con mò hóng mình chơi gì đâu ơi nặng mô tao tao vẫn lâm quá anh chót chót đó bật bằng ăn phật bằng phật tích ô hoa cho mình nhỉ. Phật nó được bố hẹo được nó hẹo lại chúng nhìn đấy hả tình linh cái gì thầy môi thằng môi bật cho môi bật cho môi dục quýt bật ra nè.